Hãy tưởng tượng mỗi buổi sáng bạn không phải vệ sinh nhà như những cách truyền thống, vừa tốn nhiều thời gian vừa tốn công sức, và đã có một thiết bị giúp bạn làm tất cả những thao tác này, chỉ cần ra lệnh đơn giản như sau. Alexa, turn on robot vacuum cleaner. Okay. Vâng, và với tính năng điều khiển bằng giọng nói trên robot hút bụi lau nhà Robot Testvor 990, đối với sản phẩm này mình đã thực hiện mở hộp trải nghiệm với tính năng mới. Các bạn có thể xem lại tại kênh YouTube của Đẳng Cấp Digital. Và trong video lần trước, do sản phẩm có khá là nhiều tính năng nên mình không thể nói chuyên sâu quá nhiều về một tính năng nào đó. Và trong video clip này, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về khả năng điều khiển bằng giọng nói có 102 trên sản phẩm. Về các giao thức ra lệnh cho robot vệ sinh thì thông thường sẽ là các nút nhấn trên robot hoặc là remote điều khiển, và gần đây là kết nối điều khiển trên điện thoại. Dù đã sở hữu tất cả những phương thức này, robot cũng không ngừng phát triển thêm một giao thức mới đi đầu cho công nghệ robot vệ sinh nhà, và như các bạn đã thấy, đó là ra lệnh bằng giọng nói. Tính năng này là sự kết hợp của robot với trợ lý ảo Alexa được phát triển bởi Amazon. Trợ lý Alexa là một công cụ để phát triển dự án Smart Home, nhà thông minh, điều khiển tất cả những thiết bị trong nhà bằng giọng nói. Những bạn yêu thích công nghệ thì chắc chắn đã biết Alexa là gì rồi. Hãng robot đã nhanh chóng bắt tay với Amazon để tương lai hóa tính năng giọng nói này ở trên sản phẩm của mình. Cụ thể là Robot Testvor 990 đã ra mắt. Làm rõ hơn tính năng mới này trên sản phẩm thì đầu tiên bạn sẽ kết nối điện thoại với robot và sau đó là kết nối luôn với Alexa. Bạn có thể đặt cái tên nào đó cho robot để thực hiện ra lệnh. Ở đây mình sẽ đặt là Robot Vacuum Cleaner. Nghe hơi dài một tí nhưng dịch ra đúng nghĩa là robot vệ sinh. Bạn có thể đặt cái tên nào đó ngắn hơn. Khi các bạn ra lệnh thì sẽ gồm khẩu lệnh turn on hoặc là turn off kèm theo tên của thiết bị. Ra lệnh turn on, robot sẽ khởi động và làm việc ở chế độ Smart Clean, làm sạch toàn bộ diện tích căn nhà. Khi các bạn dùng lệnh turn off, robot sẽ tự quay về để sạc chứ không dừng lại ở vị trí bất kỳ. Thiết lập này mình thấy rất là hay và tiện lợi cho việc sử dụng. Alexa, turn on robot vacuum cleaner. Ok. Alexa, turn on robot vacuum cleaner. Nhìn chung đây là một tính năng mới và có lẽ nếu chưa trải nghiệm qua thì bạn chưa biết được sự ưu việt của nó ra sao. Nếu đã sử dụng quen thì chắc chắn bạn sẽ không muốn trở lại bất cứ một giao thức cũ nào vì nó quá đơn giản mà sử dụng lại vô cùng tiện lợi. Mời các bạn đến ngay showroom của Đẳng Cấp Digital để trải nghiệm chi tiết các sản phẩm robot vệ sinh hiện đại nhất. Đặc biệt, Đẳng Cấp Digital là nơi phân phối chính hãng các sản phẩm từ robot tại Việt Nam và có hỗ trợ khách hàng order Alexa từ Amazon để các bạn có thể thực hiện tính năng ra lệnh bằng giọng nói trên robot. Địa chỉ của Đẳng Cấp Digital tại số 24 Rạch Phụng Minh, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0907998838. Sản phẩm có hỗ trợ giao hàng ở xa, ship CD toàn quốc, thanh toán tận nhà. Liên hệ ở ngay bên dưới phần mô tả của video này. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Mời các bạn like, share để ủng hộ kênh Đẳng Cấp Digital ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là nguồn động lực để mình tạo ra những đoạn video mới chất lượng hơn. Nhớ nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ channel. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.